Thời điểm này, nông dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bắt đầu gieo trồng vụ hè thu 2022. Với những diện tích lúa hơn một tuần tuổi, nông dân đang thuốc phân giúp cây sinh trưởng. Thời gian qua, giá phân bón liên tục tăng cao, nhưng bước vào đầu vụ hè thu năm nay thì giá phân bón đang giảm nhẹ từ 10 đến 50.000 đồng bao 50 kg. Tại các cửa hàng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, hiện các loại ure trong nước sản xuất có giá bán lẻ dao động từ 850.000 đến 870.000 đồng một bao. DAP Cà Mau, DAP Phú Mỹ có giá từ 850.000 đến 900.000 đồng một bao. Giá phân bón NPK Việt Nhật ở mức 850.000 đồng một bao. Phân bón siêu lúa 123 có giá từ 900.000 đồng một bao, kali bột 900 đến 950.000 đồng một bao. Lúa giống OM4218 giá 15.500 đồng một ký. Lúa giống OM4900 giá 15.500 đồng một ký. Lúa giống OM5451 giá 15.000 đồng một ký. Lúa giống ML48 có giá từ 15.500 đồng một ký. Mức giá lúa giống tăng nhẹ từ 1.000 đến 3.000 đồng một ký so với vụ hè thu năm ngoái. Cùng với phân bón lúa giống cũng được nông dân quan tâm thời điểm này bởi nguồn giống tốt sẽ quyết định tới 50% thành công mùa vụ. Thị trường ngày mới tiếp tục cập nhật giá cả một số chủng loại giống lúa mà ngành nông nghiệp đang khuyến cáo nông dân sử dụng trong vụ hè thu năm nay.